Tập đoàn Hòa Phát là nhà đầu tư lớn của tỉnh Quảng Ngãi và xem nơi đây là địa bàn trọng điểm trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Sau khi khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quốc 1 công suất 6 triệu tấn một năm đi vào hoạt động, Tập đoàn Hòa Phát đã quyết định đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quốc 2 công suất 5,6 triệu tấn một năm ở khu kinh tế Dung Quốc. Đến thời điểm này, dự án Hòa Phát Dung Quốc 2 đã triển khai 50% khối lượng. Dự kiến đến cuối năm 2024, dự án này sẽ tiến hành chạy thử cho ra những sản phẩm đầu tiên. Điểm đặc biệt của dự án Hòa Phát Dung Quốc là sản xuất thép cuộn cán nóng HRC, giá trị mang lại cao hơn 30% so với thép thông thường. Đặc điểm của Dung Quốc 2 thì cái dây chuyền công nghệ thiết bị của chúng tôi nó tương đối hiện đại, sản phẩm 100% HRC, sản phẩm chất lượng cao. Với HRC thì hiện nay trong nước ở Việt Nam thì chỉ duy nhất có Hòa Phát và một đơn vị nữa là hai đơn vị có thể sản xuất được. Và hiện nay cái sản phẩm này chúng tôi đang có khả năng xuất khẩu cũng như là bán trong nước tương đối tốt. Và theo dự báo của tập đoàn thì sau khi mà Hòa Phát Trung Quốc 2 đi vào hoạt động thì doanh thu của toàn tập đoàn từ 145.000 tỷ sẽ lên trên 200.000 tỷ năm. Và với khi đưa Hòa Phát Trung Quốc 2 thì tổng cán bộ nhân viên của Hòa Phát Trung Quốc tại Quảng Ngãi chúng tôi sẽ dự kiến là khoảng 18.000 cán bộ nhân viên. Nếu như ở phía đông của khu kinh tế Dung Quốc có lợi thế cản nước sâu để phát triển công nghiệp nặng, thì ở phía tây nam lại có lợi thế cho phát triển công nghiệp nhẹ với lực hút từ khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Sau hơn 10 năm, khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi đã có 39 nhà đầu tư tên tuổi lớn trên khắp thế giới đến đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện có 30 dự án đã đi vào hoạt động và giải quyết việc làm cho 30.000 lao động. Điều đáng mừng là cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp V-Ship 2 Quảng Ngãi. Dự án quy mô sử dụng đất gần 500 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Dự án V-Ship 2 Quảng Ngãi được quy hoạch là một khu công nghiệp thông minh và bền vững, tích hợp công nghệ thông minh trong các hoạt động tại khu công nghiệp, từ việc sử dụng năng lượng, nước, chất thải đến quản lý giao thông và an ninh. Định hướng của chúng tôi là xây dựng một khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững tại Quảng Ngãi. Chúng tôi cũng sẽ có những chiến lược marketing khác nhau để thu hút các nhà đầu tư lớn. Hơn nữa, chúng tôi cũng chú trọng vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, đa số các nhà đầu tư trong khu công nghiệp sẽ thuộc lĩnh vực tự động hóa và bền vững. Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quốc từng tạo ra bước ngoặt mới cho ngành lọc dầu Việt Nam cũng như tỉnh Quảng Ngãi. Sau gần 15 năm, nhà máy này bước vào giai đoạn phát triển mới với nguồn đầu tư mở rộng 1,2 tỷ đô la Mỹ, kỳ vọng nâng vị thế cạnh tranh lên một tầm cao mới. Hiện nay, nhà máy này đóng góp tới hơn nửa nguồn thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi. Giữa năm 2023, Thủ tướng đã ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quốc của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Dự án sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quốc hiện hữu để nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng một ngày lên 171.000 thùng một ngày. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5, tiêu chuẩn môi trường theo lộ trình bắt buộc áp dụng của chính phủ. Về dự án nâng cấp mở rộng thì chúng tôi cũng đã có những cái bước chuyển biến rất là tốt, đặc biệt là từ đầu năm, khi từ ngày 5 tháng 5 năm 2023 khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư thì chúng tôi thực hiện bắt tay ngay vào cái công tác xây dựng đầu bài và làm việc ký kết hợp đồng xây dựng cái báo cáo nghiên cứu khả thi FS. Tôi cho rằng là cái việc thực hiện cái dự án nâng cấp mở rộng đang tiến triển theo đúng cái tiến độ mà chúng tôi đã đề ra. Hiện Quảng Ngãi đã được Thủ tướng phê duyệt hai quy hoạch tổng thể là quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quốc đến năm 2045 và quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những công cụ cực kỳ quan trọng để tỉnh tổ chức quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư, làm cơ sở thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Trong cái quá trình làm quy hoạch như vậy đó, thì chúng ta vừa xác định được định hướng nhưng mà cũng xác định được luôn được cái sự đồng thuận và cái sự quyết tâm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, khi mà tất cả những cái tiềm năng đã được phát lộ thông qua cái việc quy hoạch, thì chúng ta sẽ đầu tư hiệu quả và nguồn lực sẽ tập trung, cho nên cơ hội vận hội phía trước rất lớn.
lúc tái lập tỉnh vào năm 1989. Quảng Ngãi chỉ có 43 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh với quy mô nhỏ và hơn 7.700 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với 90% là hộ cá thể. Giá trị sản xuất công nghiệp lúc bấy giờ chỉ đạt 601 tỷ đồng. Đến năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 134.492 tỷ đồng, gấp gần 224 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Các sản phẩm công nghiệp sản xuất ở tỉnh đã xuất khẩu đến hơn 30 nước trên thế giới. 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là một mốc son đánh dấu sự phấn đấu bền bỉ, ý chí vươn lên thử thách, khó khăn, đánh dấu thành tựu đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Chặng đường phía trước đang mở ra cho Quảng Ngãi nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đang xen không ít khó khăn, thách thức. Với kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, nhất là ngành công nghiệp, sẽ là động lực quan trọng để Quảng Ngãi bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.